Chính thức, nguyên nhân sự ra đi của diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay đã được sáng tỏ, một đối tượng cúi đầu thừa nhận hành vi. Trang Tirad đưa tin vào tối ngày 8 tháng 3, trong buổi họp báo triệu tập một nhóm điều tra viên, phó chỉ huy cảnh sát Tonmagen, Jingi Otithep Chamnong đã đưa ra tuyên bố gây xôn xao truyền thông. Một nhân vật đã chính thức đứng ra thừa nhận hành động khiến Tang Monider, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay rơi khỏi thuyền và tử nạn. Nhân vật này chính là Robert Paibunchikan Jananan. Đối tượng đã thừa nhận với cảnh sát dù không biết lái thuyền nhưng đã thử lái, sau đó cho tăng vận tốc thuyền lên tới 8 hải lý trên giờ, 14,8 km, khiến cho con thuyền bị giật và đây chính là nguyên nhân khiến Tang Mo rơi xuống nước. Khi đó nữ diễn viên vừa đi vệ sinh xong và đang cố gắng đứng lên. Vị trí Tang Mo ngã được xác định là mạn trái của con thuyền. Chi tiết nóng này đang gây chấn động dư luận và khiến không ít khán giả phẫn nộ, bởi trước đó Robert và hội bạn gồm cả quản lý Kratik đều không hề khai nhận chi tiết này. Phải đến khi tin đồn rộ lên, đối tượng Robert mới thừa nhận. Trang Tirad cho biết, bằng chứng pháp y đã được đệ trình tới Cục Pháp y thuộc Đại học Chan Erlangkon và khoa giải phẫu thuộc Bệnh viện Ramathibodi để xác định những vết thương trên cơ thể Tang Mo có trước hay sau khi tử nạn. Theo dự kiến, khoảng một tuần nữa sẽ có kết quả khám nghiệm. Đáng chú ý, trong chiều tối ngày hôm nay, kết quả xét nghiệm ma túy của 5 nhân vật trên thuyền đã được công bố. Theo đó, tất cả 5 người đều có kết quả âm tính với chất cấm. Cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát triệu tập thêm 12 nhân chứng nữa tới lấy lời khai, nâng tổng số nhân chứng liên quan tới vụ việc lên con số 77 người. Về vấn đề sử dụng rượu trên thuyền, cảnh sát đã tìm thấy một số loại đồ uống có cồn trong nhà của đối tượng Giáp. Cảnh sát tin rằng đây cũng chính là thức uống mà nhóm bạn của Tang Mo uống trên thuyền trong ngày xảy ra tai nạn. Liên quan đến lý do Giáp vứt bỏ ly nước xuống sông, người này thừa nhận do mình quá sợ hãi nên cố gắng tiêu hủy bằng chứng liên quan. Cảnh sát cho biết thêm, các bằng chứng đang có ở thời điểm hiện tại cho thấy đây là một vụ sơ suất dẫn đến tử vong, không phải một là vụ giết người.